villa đến hôm nay là gần 40 ngày rồi. Trại bắt đầu bù canxi cho villa, bù canxi nano để đảm bảo cho con nó sẽ phát triển đầy đủ cái khung xương từ trong thai. Giai đoạn đầu của thai thì như chúng ta cũng biết là một tháng đầu thì cái dinh dưỡng của mẹ thì nó không có hấp thu sang con nhiều bằng ở tháng thứ hai. Ở tháng thứ hai thì cái lượng cái sự phát triển của thai nó sẽ nhiều hơn, và chủ yếu là chúng ta bổ sung cái canxi nano là ở tháng thứ hai. Đây là với cái điều kiện là cái con chó của mình là cái khẩu phần dinh dưỡng của nó là đã đủ rồi nhé. Đây những cái trường hợp mà con chó nó đang thì thiếu canxi sẵn rồi thì mình bổ sung sớm, có thể là ngay sau khi phối mình đã bổ sung canxi nano rồi.